Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, hãy gọi ngay cho MD7-855-234-2333, MD7 7 ngày kỳ diệu. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Thảo Uyên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã chọn lấy đường Sài Gòn TV theo dõi các phần tin tức vào sáng thứ 6 ngày hôm nay. Hôm nay Đài Loan tuyên bố phản bác tất cả những lời đồn đoán và thậm chí những tin tức cho rằng Đài Loan vừa bắn rơi một phản lực cơ của Trung Quốc. Hình ảnh được đưa lên trên các báo chí ngày hôm nay của ông Tập Cận Bình, bên cạnh là chiếc phản lực cơ. Người ta nói đây là chiếc Sukhoi của Nga, do Trung Quốc đã mua và sử dụng những chiếc Sukhoi này để thám thính hoặc là bay lượn giữa cái eo biển Đài Loan và bên phía Quảng Tây, là cái khu vực mà tỉnh nơi mà có căn cứ quân sự. Thì mới đây theo bản tin ghi nhận, một chiếc máy bay Sukhoi của Trung Cộng bay sang eo biển Đài Loan và bay vào không phận của Đài Loan. Sau khi chiếc máy bay bay ngược trở lại và cái khoảng cách nó rất là ngắn, thưa quý vị, bất ngờ người ta thấy chiếc phản lực cơ này bốc cháy. Sau đó chiếc máy bay rơi xuống, hình ảnh được ghi nhận, người ta nhìn thấy từ video là cán đưa cái phi công ra nằm bất động trên chiếc cán này. Ngay lập tức họ nói không có lý do nào máy bay vừa bay đi một vòng để bay vào không phận của Đài Loan mà trở về lại bị bốc cháy như thế, và họ nghĩ rằng Đài Loan đã bắn. Hiện nay Đài Loan hoàn toàn phản bác tin tức này bởi vì thực sự không có lợi cho cái việc Đài Loan phải bắn. Tuy nhiên bản tin cũng nói là chiếc máy bay này đã vi phạm vào không phận của Đài Loan vào thời điểm tình hình căng thẳng ở Đài Loan rất lớn, vào thời điểm phía Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ Đài Loan, ủng hộ cho cái phong trào dân chủ của Hồng Kông và có những cái vấn đề ngoại giao đang căng thẳng hiện nay ở phía giữa Đài Loan và Trung Cộng. Những tin tức được cập nhật để xem sau cuộc điều tra Trung Quốc sẽ có những tuyên bố như thế nào. Nhưng đến sáng ngày hôm nay rõ ràng là Đài Loan hoàn toàn nói họ không hay biết gì về cái chuyện chiếc máy bay này bị bốc cháy, có thể là do trục trặc kỹ thuật. Phần tin tức thứ hai đáng chú ý là, thưa quý vị, họ nghi ngờ là trong lúc mà tìm kiếm cho đến giờ phút này đã sau 30 ngày cái vụ nổ ở Beirut, thủ đô của Lebanon, xảy ra, không ai nghĩ là có khả năng có người còn sống sót. Thế nhưng những nhân viên tự nguyện vẫn tiếp tục đi dò tìm và họ sử dụng những cái loại máy có thể nghe được nhịp đập của con người ở bên dưới lòng đất. Và mới đây, sáng ngày hôm nay, một người cho biết họ đã nhìn thấy được máy báo là có tiếng tim đập. Thậm chí họ đo được cái nhịp đập này hiện nay rất yếu, chỉ có 7 nhịp trong 1 phút đồng hồ. Và như vậy họ vẫn tin tưởng là có người sống sót dưới đống gạch vụn sau 1 tháng trời. Điều đó có thật hay không? Thì ngay trong thời điểm này, những người làm việc đang tìm cách tháo gỡ những cái đống gạch vụn để tìm kiếm bên dưới thực sự có còn xác người hay không. Nỗ lực tìm kiếm xác người, cả 100 người trong đó lính cứu hỏa và những người đứng gần đó đã thiệt mạng vẫn còn đang diễn ra. Chưa hết, thưa quý vị, vào thời điểm mở cuộc điều tra, thứ nhất là toàn bộ chính phủ của Lebanon đã từ chức và họ đang trong tiến trình thành lập một tân chính phủ, thì họ lại tìm thấy gần cảng của Beirut có một nhà kho, mà trong cái nhà kho này lại có chứa đến 4 tấn cái thuốc nổ. Loại này được sử dụng vừa làm phân bón mà có khả năng làm thuốc nổ nữa. Và vì thế họ nói rằng
cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành để liệu xem chung quanh cái khu vực cảng của Beirut này có thêm những cái nhà kho chứa thuốc nổ khác hay không. Vụ thuốc nổ này cũng là điểm chính để khiến cho thấy cái trách nhiệm hoàn toàn đưa vào chính phủ của Lebanon. Đầu tiên là ông thủ tướng từ chức, sau đó toàn bộ các bộ trưởng, các thượng nghị sĩ và các giới chức chính quyền đều từ chức để thành lập tân chính phủ và đáp ứng được với đòi hỏi của người dân Lebanon. Vì thế chúng ta thấy trong thời gian qua không xảy ra những cái cuộc biểu tình lớn nữa, và để cho binh sĩ của Lebanon có thể hoạt động giữ gìn trật tự trị an cho cả thủ đô, đồng thời trong cái tiến trình hồi phục mà họ chưa biết được đến bao lâu thì thủ đô Beirut mới được xây dựng trở lại. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì cảnh sát ở tại Cleveland, Ohio cũng như là cơ quan FBI hiện nay đang mở một cái cuộc điều tra và kêu gọi sự giúp sức của người dân sau khi ngày hôm qua có một người cảnh sát ở tại Cleveland là ông James Skernevitz trong lúc đi tuần tra thì bị một kẻ bây giờ không biết là bắn tỉa hay là hắn đã tiếp cận người cảnh sát này mà đã bắn chết ông James Skernevitz, thưa quý vị. Theo như FBI cho biết là chuyện xảy ra tối ngày hôm qua sau 11 giờ khuya ở tại khu vực Westside của thành phố Cleveland. Hung thủ bắn ông ngay lập tức đã bỏ chạy, mà cũng bởi vì cái khu vực này, cái đường đó lúc đó nó còn cũng khuya, cho nên khoảng gần nửa tiếng 45 phút sau thì mới có người đi ngang qua và nhìn thấy ông Skernevitz gục chết ở trong xe. Hiện nay FBI cho biết là họ sẽ ra giá tiền thưởng để mà cho ai cung cấp thông tin tìm được cái kẻ này. Bây giờ không biết là một kẻ hay là nhiều nghi phạm đã phục kích ông cảnh sát này. Trong khi đó, thưa quý vị, nhìn mặt đừng nên bắt hình dong, bởi vì đây là hình ảnh của một người phụ nữ, nhìn vào ai cũng tưởng bà là người gốc Phi Châu. Thế nhưng đây là một giáo sư về sử học, chuyên về Phi Châu, chuyên về Caribbean. Bà rất là giỏi, viết nhiều cuốn sách và thậm chí đang được đề cử những cái giải văn chương quan trọng. Ấy vậy, vào sáng ngày hôm nay, giáo sư Jessica Kirk tuyên bố gốc của bà lại là người Mỹ trắng, thậm chí là Do Thái. Bà có bố Do Thái, mẹ là người Mỹ trắng. Và sinh ra, có thể bà sinh ra ở vùng Caribbean. Trong một cái lời tự thú, bà ghi nhận như thế này: cuộc đời của tôi từ lúc học ở trung học cho đến khi tôi thành đạt, tôi là người đã sống trong một cái vỏ bọc của một người gốc da đen. Và bà sử dụng cái gốc da đen đó, theo bà, để thăng tiến trong xã hội và có được cái vị trí ngày hôm nay. Và bà tự thú để cho thấy rằng với tất cả những cái diễn biến trong thời gian qua, người ta bắt đầu nghi ngờ về cái nguồn gốc của bà giáo sư Jessica này. Và cuối cùng, không để cho cái nguồn gốc của mình bị hoan ố, bà đã tự thú, và thậm chí trong cái lời tự thú cũng khá là nặng nề. Chính bà đã tự chỉ trích mình. Bà nói rằng bà sống trong một cái sự dối trá và lừa phỉnh, sử dụng mình là người gốc Phi Châu để thăng tiến, và bà không xứng đáng với những gì hiện nay đang có. Chưa biết được trường đại học sẽ có những cái hành động nào, đó là trường George Washington University, đối với lời tự thú này của bà. Tuy nhiên, ngay lập tức thì ban giám khảo của một giải văn đã tuyên bố họ sẽ xét lại trường hợp những gì mà bà đã đưa ra. Bởi vì thực ra bà là một người rất giỏi và được nhiều người sinh viên khen ngợi là cái phương cách giảng dạy của bà, cũng như cái sự thông hiểu của bà về người gốc Phi Châu. Ấy vậy, cuối cùng bà đã biết được cái chuyện này từ lâu, nhưng mà hoàn toàn giấu kín. Ai hỏi bà nói tôi là một người gốc Phi Châu chứ không phải là người Do Thái. Và đó là điều mà bà cảm thấy tội lỗi vô cùng về sau này.
Dạ vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm nay đó thì cái phim điện ảnh Mulan mà người thật đóng với cái cô diễn viên Lưu Diệc Phi chính thức được ra rạp ở các nước ở tại châu Á, mà đặc biệt là ở Trung Quốc, rồi Thái, rồi Indo, vân vân. Đây là cái bộ phim đầu tiên sau cái khoảng thời gian bị lockdown vì đại dịch của hãng Disney, và đây là cũng là cái bộ phim mà hãng này họ bỏ hàng trăm triệu ra để mà đầu tư, cho nên họ rất là trông chờ. Nhưng mà sáng ngày hôm nay, hàng loạt những người đấu tranh cho dân chủ, đặc biệt là anh Joshua Wong, cũng như là những người đấu tranh dân chủ ở tại Đài Loan đó, và các một số nước khác, họ kêu gọi tẩy chay cái bộ phim này bởi vì cái quan điểm chính trị của cái nữ diễn viên chính, cô Lưu Diệc Phi. Cô này mặc dù là mang quốc tịch Hoa Kỳ nhưng mà nhiều năm qua cổ liên tục ủng hộ cho chính quyền Cộng sản Bắc Kinh, và trong cái cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông vào mấy tháng trước đó thì chính miệng cổ cũng lên báo chí, cổ nói rằng cổ ủng hộ cho phía chính phủ phải đàn áp những cái kẻ biểu tình đi, và cổ nói những cái kẻ mà gây ra biểu tình là những kẻ gây ra cái hỗn loạn, shame on them, nghĩa là rất là nhục nhã. Và cổ nói rằng cổ biết sau khi cổ nói vậy cổ sẽ bị phản đối, nhưng mà cổ vẫn trung thành với đất nước của cổ. Thì chính vì vậy mà Joshua Wong kêu gọi, và hiện nay có một số quốc gia người dân họ nói họ sẽ tẩy chay cái bộ phim này. Dạ vâng. Lẽ ra đã là một người tài tử của Disney là né tránh vấn đề chính trị, thì chính cô này lại bày tỏ cái quan điểm chính trị mà rất nhiều người cảm thấy cái quan điểm chính trị đó đã gây ô nhục và gây hại cho họ, trong đó kể cả những người Việt Nam nữa. Và chúng tôi nghĩ rằng bên phía cộng đồng người Việt Nam sẽ không muốn xem cuốn phim này bởi vì cái quan điểm chính trị của người tài tử, mà lẽ ra có thể mang lại một cuốn phim chỉ mang lại cái tính cách lịch sử của một đất nước mà thôi. Thế nhưng đừng mang vấn đề chính trị này ra, đặc biệt là trong thời điểm Hoa Kỳ đang có những hành vi để chống Trung Cộng. Chúng tôi kết thúc phần tin tức ngày hôm nay và chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui, và xin vào trong trang mạng littlesaigontv.com đọc những cái bản tin được cập nhật ở trong ngày. Chúc quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.